Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 62, phẩm nhập pháp giới thứ 39, phần 3. Bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi khuyên các tỳ kheo phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề rồi. Sau khi nói xong kinh văn ở trước thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi dùng đủ thứ pháp môn phương tiện để giáo hóa tất cả những vị tỳ kheo này. Tất cả những vị tỳ kheo đó bao quát tỳ kheo ác tính ở trong đó, cho nên chẳng dễ gì giáo hóa. Hãy nhìn xem, giáo hóa những người thế gian thì dễ, nhưng giáo hóa người xuất gia thật chẳng dễ dàng. Vì người xuất gia tu đạo 1 năm thì Phật tại tiền, tu đạo 10 năm thì Phật thăng thiên. Người xuất gia đa số đều huân tập trong Phật giáo, huân tập đến độ có lúc chẳng tin gì hết. Ví như nhân quả báo ứng, họ đều không tin. Tại sao? Vì họ cảm thấy Phật giáo chỉ là một thứ lý luận vốn chẳng có gì gọi là báo ứng. Bởi vậy họ làm nhất xiển đề. Làm nhất xiển đề thì chẳng tin gì hết. Do đó thì kheo không dễ gì giáo hóa. Giống như khi bị bệnh, bệnh của người tại gia thì bạn vì họ chữa trị, khi chữa trị thì sẽ khỏi. Nếu như người xuất gia có bệnh, bạn dùng Phật Pháp để gia trì cho họ, họ cũng không dễ gì khỏi. Đương nhiên phải là người có tín tâm, bạn gia trì cho họ thì họ sẽ khỏi. Nếu người không có tín tâm hoặc tín tâm không đủ thì không dễ gì khỏi. Phương diện này tôi có kinh nghiệm giống nhau. Lúc đó, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi khuyên các tỳ kheo phát tâm đại Bồ Đề. Ngài phải dùng đủ thứ pháp môn phương tiện để vì họ đối cơ thuyết pháp, khiến cho họ phát đạo tâm an nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề. Lần lượt đi về hướng Nam, trải qua nhân gian, đến phía Đông, Phước Thành, trụ ở trong rừng trang nghiêm Tràng Sa La, nơi đại tháp miếu, chỗ mà thuở xưa chư Phật đã từng ở để giáo hóa chúng sinh, cũng là nơi mà thuở xưa Đức Thế Tôn khi tu Bồ Tát hạnh xả vô lượng thứ khó xả, cho nên tên rừng này vang khắp vô lượng cõi Phật. Nơi này thường được trời rồng Dạ Xoa, Càn Thát Bà, Atula, Càn Lô La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người và chẳng phải người cúng dường. Sau khi giáo hóa họ xong rồi, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi liền từ chỗ ở của Ngài lần lượt đi về hướng Nam. Tại sao đi về hướng Nam? Vì hướng Nam là chủ dương, thuộc lửa hay phát sinh vạn vật, cũng là biểu thị hạnh thiện tài tăng trưởng. Cho nên người rõ lý phải minh bạch tất cả đạo lý, liền đi về hướng Nam học tập Phật Pháp, trải qua nhân gian, đến phía Đông Phước Thành. Phước là người có phước đức, có đạo đức, có tu hành, có trí huệ. Người ở thành này đa số có phước đức nên gọi là Phước Thành. Thành biểu thị phòng phi, Đông là đứng đầu trong các phương. Các ngài ở tại rừng cây trang nghiêm Tràng Sa La. Rừng Sa La ý nghĩa là cao viễn. Nhờ rừng cây cao vót sẽ khởi vạn hạnh trang nghiêm thôi phục. Đây là nơi thuộc quá khứ chư Phật đã từng ở đây tu đạo, giáo hóa chúng sinh. Ở đây có tháp lớn, miếu lớn, tức cũng là nơi thuở xưa vô lượng kiếp về trước, hết thảy chư Phật đã từng ở đây tu hành Bồ Tát hạnh. Khó hành mà hành được, khó xả mà xả được, khó nhẫn mà nhẫn được, khó ăn mà ăn được, khó thọ mà thọ được. Bởi vậy cho nên tên rừng cây Sa La này, tiếng vàng đồn khắp, hết thảy vô lượng cõi Phật đều biết nơi đại tháp miếu này. Nơi này thường thường được chư thiên trên trời, các rồng trên trời, tất cả Dạ Xoa, Càn Thát Bà, Atula, Cà Lô La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người và chẳng phải người cúng dường. Tam miếu là chỗ quy tông, nhật chiếu tam tạng có nói. Thành này tại Nam Thiên Trúc, thành Đông Đại Tháp là tháp của Phật xưa kia. Khi Phật còn tại thế đã có tháp này, tháp đó rất lớn, phía Đông Cổ Lạc cúng dường, phía Tây chẳng nghe. Bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và quyến thuộc của Ngài đến chỗ đó rồi, liền ở chỗ đó, nói kinh phổ chiếu pháp giới. Có trăm vạn ước Na Do Tha kinh dùng làm quyến thuộc. Lúc đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và quyến thuộc của Ngài đến chỗ đại tháp miếu rồi, liền ở chỗ đó, nói kinh phổ chiếu pháp giới. Lại có trăm vạn ước Na Do Tha kinh dùng làm quyến thuộc của kinh phổ chiếu pháp giới. Đề mục của bộ kinh này phổ chiếu là trí dụng mở ra rộng rãi. Pháp giới nghĩa là sở chiếu sâu rộng. Khi nói kinh đó thì trong biển có vô lượng trong ngàn ước loài rồng đến chỗ đó nghe kinh. Nghe pháp này rồi rất chán, loài rồng chân chánh cầu Phật đạo đều xả thân rồng sinh về cõi trời người. Một vạn loài rồng đắc được bất thối chuyển nơi an nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Khi nói bộ kinh phổ chiếu pháp giới thì trong biển có vô lượng trong ngàn ước loài rồng đến đạo tràng pháp hội nghe kinh. Khi nghe kinh phổ chiếu pháp giới rồi, họ rất chán ghét sinh vào loài rồng, mà chuyên tâm chân chánh cầu Phật đạo,
đều xả bỏ sạch hết nghiệp báo thân rồng được sinh về cõi trời hoặc sinh về cõi người. Có một vạn loại rồng đạt được bất thối chuyển nơi an nậu Đà La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, lại có vô lượng vô số chúng sinh nơi ba thừa đều được điều phục, lại có vô lượng vô số chúng sinh nơi Bồ Tát thừa, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa đều được khai ngộ. Bấy giờ người Phước Thành nghe Văn Thù Sư Lợi đồng tự ở nơi Đại Tháp Miếu trong rừng Trang Nghiêm Tràng Sa La, vô lượng đại chúng từ thành đó đi ra đến chỗ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Lúc đó người Phước Thành nghe Văn Thù Sư Lợi đồng tự ở nơi Đại Tháp Miếu trong rừng Trang Nghiêm Tràng Sa La thuyết pháp, liền có vô lượng chúng sinh từ trong Phước Thành đi ra đến chỗ Đại Tháp Miếu. Bấy giờ có vị cư sĩ nam tên là Đại Trí cùng với 500 vị cư sĩ nam quyến thuộc tụ hội, đó là cư sĩ nam Tu Đạt Đa, cư sĩ nam Bá Tu Đạt Đa, cư sĩ nam Phước Đức Quang, cư sĩ nam Hữu Danh Xưng, cư sĩ nam Thí Danh Xưng, cư sĩ nam Nguyệt Đức, cư sĩ nam Thiện Huệ, cư sĩ nam Đại Huệ, cư sĩ nam Hiền Hộ, cư sĩ nam Hiền Thắng. Có 500 vị cư sĩ nam như vậy tụ hội cùng đi đến chỗ Văn Thù Sư Lợi đồng tử, đảnh lễ chân ngài nhiễu quanh ba vòng rồi lui về ngồi một bên. Lúc đó có vị cư sĩ tại gia tên là Đại Trí cùng với 500 cư sĩ nam quyến thuộc cùng nhau đi đến đó. Cư sĩ nam là những người nam gần gũi tỳ kheo mà hầu hạ, gồm những vị cư sĩ nam Tu Đạt Đa, cư sĩ nam Bá Tu Đạt Đa, cư sĩ nam Phước Đức Quang, cư sĩ nam Hữu Danh Xưng, cư sĩ nam Thí Danh Xưng, cư sĩ nam Nguyệt Đức, cư sĩ nam Thiện Huệ, cư sĩ nam Đại Huệ, cư sĩ nam Hiền Hộ, cư sĩ nam Hiền Thắng. Có 500 vị cư sĩ nam như vậy cùng đi đến đạo tràng của Văn Thù Sư Lợi đồng tử, Đại Tháp Miếu đảnh lễ chân ngài nhiễu quanh Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ba vòng rồi lùi về ngồi một bên. Lại có 500 vị cư sĩ nữ, đó là cư sĩ nữ Đại Huệ, cư sĩ nữ Thiện Quang, cư sĩ nữ Diệu Thân, cư sĩ nữ Khả Lạc Thân, cư sĩ nữ Hiển Hạnh, cư sĩ nữ Hiển Đức, cư sĩ nữ Hiển Quang, cư sĩ nữ Tràng Quang, cư sĩ nữ Đức Quang, cư sĩ nữ Thiện Mục. 500 vị cư sĩ nữ như vậy cùng đi đến chỗ Văn Thù Sư Lợi đồng tử, đảnh lễ chân ngài đi nhiễu quanh ba vòng rồi lui về ngồi một bên. Lại có 500 cư sĩ nữ là những người nữ gần gũi tỳ kheo ni mà phụng sự, đó là cư sĩ nữ Đại Huệ, cư sĩ nữ Thiện Quang, cư sĩ nữ Diệu Thân, cư sĩ nữ Khả Lạc Thân, cư sĩ nữ Hiền Hạnh, cư sĩ nữ Hiền Đức, cư sĩ nữ Hiền Quang, cư sĩ nữ Tràng Quang, cư sĩ nữ Đức Quang, cư sĩ nữ Thiện Mục. 500 vị cư sĩ nữ như vậy cùng đi đến chỗ đạo tràng Văn Thù Sư Lợi đồng tử, đảnh lễ chân ngài đi nhiễu quanh Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ba vòng rồi lui về ngồi một bên. Lại có 500 đồng tử, đó là thiện tài đồng tử, thiện hạnh đồng tử, thiện giới đồng tử, thiện oai đồng tử, thiện dũng mãnh đồng tử, thiện tư đồng tử, thiện huệ đồng tử, thiện giác đồng tử, thiện nhãn đồng tử, thiện tí đồng tử, thiện quang đồng tử. 500 vị đồng tử như vậy cũng đi đến chỗ Văn Thù Sư Lợi đồng tử, đảnh lễ chân ngài đi nhiễu bên phải ba vòng rồi lui về ngồi một bên. Lại có 500 vị đồng tử, đó là thiện tài đồng tử, thiện hạnh đồng tử, thiện giới đồng tử, thiện oai đồng tử, thiện dũng mãnh đồng tử, thiện tư đồng tử, thiện huệ đồng tử, thiện giác đồng tử, thiện nhãn đồng tử, thiện tí đồng tử, thiện quang đồng tử. 500 đồng tử như vậy cùng đi đến chỗ đạo tràng Văn Thù Sư Lợi đồng tử, đảnh lễ chân ngài đi nhiễu bên phải Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ba vòng rồi lui về ngồi một bên. Lại có 500 vị đồng nữ, đó là thiện hiền đồng nữ, đại trí cư sĩ nữ đồng nữ, hiền xưng đồng nữ, mỹ nhan đồng nữ, kiên huệ đồng nữ, hiền đức đồng nữ, hữu đức đồng nữ, phạm thọ đồng nữ, đức quang đồng nữ, thiện quang đồng nữ. 500 vị đồng nữ như vậy cùng đi đến chỗ Văn Thù Sư Lợi đồng tử, đảnh lễ chân ngài đi nhiễu quanh ba vòng rồi lui về ngồi một bên. Lại có 500 vị đồng nữ, đó là thiện hiền đồng nữ, đại trí cư sĩ nữ đồng nữ, hiền xưng đồng nữ, mỹ nhan đồng nữ, kiên huệ đồng nữ, hiền đức đồng nữ, hữu đức đồng nữ, phạm thọ đồng nữ, đức quang đồng nữ, thiện quang đồng nữ. 500 vị đồng nữ như vậy cùng đi đến chỗ đạo tràng Văn Thù Sư Lợi đồng tử, đảnh lễ chân ngài đi nhiễu quanh Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ba vòng rồi lui về ngồi một bên. Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi đồng tử biết người Phước Thành đều đã đến tụ tập, tùy tâm ưa thích của họ hiện thân tự tại oai quang rực rỡ che lấp các đại chúng,
Dùng đại từ tự tại khiến cho họ mát mẻ, dùng đại bi tự tại khởi tâm thuyết pháp, dùng trí huệ tự tại biết tâm ưa thích của họ, dùng biện tài rộng lớn sẽ vì họ thuyết pháp. Lúc đó văn thủ sư Lợi đồng tử biết người dân Phước Thành đều đã đến tụ tập tùy tâm ưa thích của họ, mà ngài hiện thân tự tại oai nghi quang minh rực rỡ, chiếu sáng 3.000 đại thiên thế giới trên lớp ánh sáng của các đại chúng. Dùng đại từ tự tại khiến cho hết thảy đại chúng đều được mát mẻ, dùng đại bi tự tại khởi tâm thuyết pháp, dùng trí huệ tự tại biết tâm ưa thích của đại chúng, dùng biện tài vô ngại rộng lớn sẽ vì hết thảy đại chúng thuyết pháp. Lại nữa, bây giờ quan sát thiện tài do nhân duyên gì mà có tên là thiện tài này, biết đồng tử này lúc mới nhập thai thì trong nhà tự nhiên hiện ra lầu các bảy báu. Dưới lầu các đó có bảy bảo tàng, trên bảo tàng đó đất tự nứt ra mọc lên mầm bảy báu, đó là vàng bạc lưu ly pha lê trân châu sa cừ mã não. Lại nữa, lúc đó Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi quan sát thiện tài đồng tử do nhân duyên gì mà có tên là thiện tài, mới biết đồng tử này lúc mới nhập thai mẹ thì trong nhà tự nhiên hiện ra lầu các bảy báu. Dưới lầu các đó có bảy bảo tàng, trên bảo tàng đó đất tự nứt ra mọc lên mầm bảy báu, đó là vàng bạc lưu ly pha lê trân châu sa cừ mã não. Thiện tài đồng tử ở trong thai 10 tháng, sau đó sinh ra đời thân hình chi phần đoan chánh đầy đủ, bảy bảo tàng đó ngang dọc trên dưới đều khoảng bảy cánh tay, từ dưới đất vọt lên quang minh chiếu sáng. Thiện tài đồng tử ở trong thai 10 tháng, sau đó sinh ra đời thân hình chi phần của ngài đều rất đoan chánh tốt đẹp, viên mãn đầy đủ, bảy bảo tàng đó ngang dọc trên dưới lớn cỡ nào, dùng cánh tay để đo thì khoảng bảy cánh tay, bảy báu đó từ dưới đất vọt lên quang minh chiếu sáng khắp. Lại nữa, trong nhà tự nhiên có 500 món đồ châu báu, đủ thứ các vật tự nhiên tràn đầy, đó là trong chậu kim cương đầy tất cả hương, trong chậu hương đầy đủ thứ y phục, trong chậu ngọc đẹp đựng đầy đủ thứ thức ăn uống hảo hạng, trong chậu mani đựng đầy đủ thứ chất bảo đặc thù, chậu vàng đầy bạc, chậu bạc đầy vàng, trong chậu vàng bạc đựng đầy lưu ly và mani báu, trong chậu lưu ly đựng đầy sa cừ, trong chậu sa cừ đựng đầy pha lê, trong chậu mã não đựng đầy trân châu, trong chậu trân châu đựng đầy mã não, trong chậu lửa mani đựng đầy nước mani, trong chậu nước mani đựng đầy lửa mani. 500 chậu báu như vậy tự nhiên xuất hiện, lại mưa xuống các thứ báu và các tài vật, tất cả kho tàng đều chứa tràn đầy. Do bởi việc này nên cha mẹ thân thuộc và thầy tướng lành đều kêu đứa bé đó tên là thiện tài. Lại nữa, trong nhà của thiện tài đồng tử tự nhiên có 500 món đồ trân báu, chứa đựng đủ thứ các đồ vật tự nhiên tràn đầy, đó là trong chậu đá kim cương đựng đầy tất cả hương, trong chậu hương lại đựng đầy đủ thứ y phục, trong chậu ngọc đẹp đựng đầy đủ thứ thức ăn uống hảo hạng, trong chậu mani đựng đầy đủ thứ chân bảo đặc thù, chậu vàng đựng đầy bạc, chậu bạc đựng đầy vàng, trong chậu vàng bạc đựng đầy lưu ly và mani báu, trong chậu lưu ly đựng đầy sa cừ, trong chậu sa cừ đựng đầy pha lê, trong chậu mã não đựng đầy trân châu, trong chậu trân châu đựng đầy mã não, trong chậu lửa mani đựng đầy nước mani, trong chậu nước mani đựng đầy lửa mani. 500 chậu báu như vậy tự nhiên xuất hiện, lại mưa xuống các thứ báu và các tài vật, tất cả kho tàng đều chứa đựng tràn đầy. Do bởi điểm cát tường này nên cha mẹ thân thuộc và thầy bói tướng đều kêu đứa bé đó tên là thiện tài, vì có rất nhiều tiền tài châu báu xuất hiện cho nên gọi là thiện tài. Lại biết đồng tử này đã từng cúng dường chư Phật quá khứ, trồng sâu căn lành, tin hiểu rộng lớn, thường thích gần gũi các thiện trí thức, thân là ý nghiệp đều không lỗi lầm, tịnh Bồ Tát đạo cầu nhất thiết trí, thành Phật pháp khí, tâm thanh tịnh như hư không, hồi hướng Bồ Đề không có chướng ngại. Lại biết đồng tử này thuở xưa đã từng cúng dường chư Phật quá khứ, đã gieo trồng căn lành thâm sâu, cũng đầy đủ tin hiểu rộng lớn. Ngài thường thích gần gũi các vị thiện tri thức, thân là ý nghiệp đều thanh tịnh, không có chút lỗi lầm nào. Ngài tịnh tu Bồ Tát đạo cầu nhất thiết trí huệ, thành tựu Phật pháp khí, tâm của Ngài thanh tịnh như hư không. Trong tâm gì cũng chẳng có đố kỵ, cũng chẳng có chướng ngại, cũng chẳng có ích kỷ, cũng chẳng có tự lợi, chẳng có chút nhiễm ô nào. Chỉ hồi hướng Bồ Đề vô thượng chánh đẳng chánh giác,
cho nên tất cả đều không có sự chướng ngại. Bấy giờ Bồ Tát Văn Thù dừng lại quán sát hiện tại đồng tử như vậy rồi, an ủi khai thị ví dụ mà vì dễ nói tất cả Phật Pháp. Lúc đó Bồ Tát Văn Thù dừng lại quán sát hiện tại đồng tử như vậy rồi, liền an ủi hiện tại đồng tử vì Ngài khai thị ví dụ mà vì Ngài diễn nói tất cả Phật Pháp. Đó là nói Pháp tất cả Phật tích tập, nói Pháp tất cả Phật tiếp nối, nói Pháp tất cả Phật thứ lớp, nói Pháp tất cả Phật chúng hội thanh tịnh, nói Pháp tất cả Phật Pháp luân hóa đạo, nói Pháp tất cả Phật sắc thân tướng tốt, nói Pháp tất cả Phật Pháp thân thành tựu, nói Pháp tất cả Phật ngôn từ biện tài, nói Pháp tất cả Phật quang minh chiếu sáng, nói Pháp tất cả Phật bình đẳng không hai. Đó là: một, nói Pháp tất cả chư Phật tích tập căn lành công đức; hai, nói Pháp tất cả chư Phật tiếp nối truyền thừa huệ mạng của Phật không gián đoạn; ba, nói Pháp tất cả chư Phật thứ lớp, vị Phật nào thành Phật trước, vị Phật nào thành Phật sau, thành Phật có thứ tự; bốn, nói Pháp tất cả chư Phật chúng hội đạo tràng thanh tịnh; năm, nói Pháp tất cả chư Phật pháp luân hóa đạo tất cả chúng sinh; 6. Nói Pháp tất cả chư Phật có sắc thân 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. 7. Nói Pháp tất cả chư Phật pháp thân thành tựu. 8. Nói Pháp tất cả chư Phật ngôn từ và biện tài. 9. Nói Pháp tất cả chư Phật trí huệ quang minh chiếu sáng. 10. Nói Pháp tất cả chư Phật bình đẳng không hai. Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi đồng tử, vì thiện tai đồng tử và các đại chúng nói Pháp này rồi, ân cần khuyên dạy khiến cho tăng trưởng thế lực, sinh tâm hoan hỷ, phát tâm an nậu đa la tam miểu tam bồ đề, lại khiến cho nghĩ nhớ căn lành quá khứ, làm việc đó rồi, liền ở nơi đó lại vì chúng sinh tùy nghĩ nói Pháp sau đó mà đi. Lúc đó Văn Thù Sư Lợi đồng tử, vì thiện tài đồng tử và các đại chúng nói Pháp này rồi, lại ân cần khuyên dạy thiện tài và đại chúng, khiến cho họ tăng trưởng thế lực, khiến cho mỗi người đều sinh tâm hoan hỷ, phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề, lại khiến cho tất cả đại chúng và thiện tài đồng tử ghi nhớ căn lành vô lượng kiếp quá khứ họ đã tu hành, làm việc đó rồi, liền ở nơi đó lại vì chúng sinh tùy nghi nói Pháp sau đó mà đi. Bấy giờ thiện tài đồng tử từ chỗ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nghe đủ thứ công đức của Phật như vậy, một lòng xin cầu an nậu đa la tam miệu tam bồ đề, đi theo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mà nói kệ rằng: lúc đó thiện tài đồng tử từ chỗ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nghe Phật Pháp và đủ thứ công đức của Phật như vậy, ngài một lòng siêng cầu an nậu đa la tam miệu tam bồ đề, đi theo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mà nói kệ dưới đây: ba cõi làm thành quách, kiêu mạn làm tường vách, các loài làm cửa nẻo, nước ái làm ao hồ, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, ba cõi này giống như cái thành quách, nếu con người ở trong đó, kiêu mạn giống như tường vách, sáu loài giống như cửa nẻo, nước tình ái giống như ao hồ, khi bị rớt vào rất dễ bị chết chìm. Ngu si tối che đậy, lửa tham sân thiêu đốt, ma vương làm ông vua, trẻ khờ ở trong đó. Con người đều bị ngu si đen tối che đậy cho nên trí huệ không thể nào hiện tiền, cái này cũng tham, cái kia cũng tham. Cái này cũng sân hận, cái kia cũng sân hận như lửa thiêu đốt. Mà vương vốn không thể quản lý, nhưng mà vương làm ông vua rồi thì cũng tà tri tà kiến, trẻ lấp mất tránh tri tránh kiến, lại giống như trẻ con nương tựa vào ma vương mà ở, ngủ mê ba đời, tức là nhân khởi hoặc. Mà vương tức là duyên của hoặc, trẻ con là người khởi hoặc. Tham ái làm dây trói, xiềm dối làm dây cương, nghi hoặc trẻ đôi mắt đi vào các tà đạo. Tâm tham và nước ái của chúng ta giống như sợi dây trói buộc, xiềm nịnh và dối trá giống như dây cương của ngựa, khiến cho con người chẳng có chút tự do nào. Tâm nghi và mê hoặc che lớp cặp mắt, chẳng thấy vật gì, người biết rõ mà cố phạm thì sẽ đi vào các tà ma ngoại đạo. Vì đầy tham ganh kiêu vào nơi ba đường ác, hoặc đọa trong các loài khổ sinh già bệnh chết. Vì đầy dẫy tham lam ganh ghét kiều mạn cho nên đọa vào nơi ba đường ác. Nếu bạn có tâm đố kỵ chướng ngại kiêu ngạo thì tương lai sẽ đọa vào trong ba đường ác, địa ngục ngạ quỷ súc sinh, hoặc đọa vào trong tất cả các loài chịu thống khổ sinh già bệnh chết. Mặt trời trí huệ tỉnh, bánh xe bi viền mãn, hay cạn biển phiền não, xin hãy quán sát con. Đức Phật giống như mặt trời trí huệ thanh tịnh, hay chuyển bánh xe diệu pháp đại bi viền mãn, hay cạn biển phiền não của chúng sinh.
Con xin Phật chú ý đến con, quan sát con đang thọ khổ. Mặt trăng diệu trí tịnh, bánh xe từ không nhơ, bàn an vui tất cả, xin hãy soi xét con. Mặt trăng diệu trí thanh tịnh tức là Phật, chuyển bánh xe diệu pháp, đại từ không nhơ, tất cả đều bố thí cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh bình an. Hiện tại con xin Phật, hãy dùng từ bi quang minh để soi xét con, nhìn xem con, hãy cứu con, khiến cho con lìa khổ được vui. Vua tất cả pháp giới, pháp bảo là tiên đạo, du không chẳng chướng ngại, xin hãy chỉ dạy con. Đức Phật là vua trong tất cả pháp giới. Đức Phật đi khắp các nơi nói pháp, giáo hóa chúng sinh, dùng sự thuyết pháp để dẫn dắt tất cả chúng sinh phát tâm Bồ Đề. Đức Phật thường du hành trong hư không mà chẳng có sự chướng ngại nào. Xin Phật phát đại từ bi, hãy chỉ dạy giáo hóa con thiện tài đồng tử. Đại thương chủ phước trí, dũng mãnh cầu Bồ Đề, khắp loại các quần sinh, xin nguyện bảo hộ con. Đức Phật tức cũng là đại thương chủ, phước đủ huệ đủ, thuở xưa dũng mãnh tinh tấn, siêng cầu đạo Bồ Đề, để lấy khắp hết thảy tất cả chúng sinh, con cũng cầu xin Phật tử bi bảo hộ con. Thần mặc giáp nhẫn nhục, tay cầm kiếm trí huệ, tự tại hàng ma quân, xin hãy cứu giúp con. Thần Phật mặc áo giáp nhẫn nhục, trên tay cầm thanh kiếm trí huệ, rất tự tại hàng phục tất cả ma quân, xin Phật hãy cứu giúp con, khiến cho con được khổ được vui. Trụ pháp đỉnh tu di, định nữ thường kính hầu, diệt hoặc Atula, ý thích xin xem con. Đức Phật đã đạt đến pháp đỉnh tối cao Tam Muội Định Nữ, thường cung kính hầu hạ Phật, đã diệt trừ sạch hết tất cả mê hoặc, hàng phục được Atula. Trời Đế Thích cũng xin hãy nhìn xem con. Bà cõi nhà phàm ngu hoặc nghiệp nhân đọa lạc, ngài đều đã điều phục như đèn chỉ đường con. Cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, bà cõi này là nhà của phàm ngu, khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo, là nguyên nhân đọa lạc vào trong ba đường ác. Đức Phật hoàn toàn điều phục chúng sinh tất cả các cõi. Đức Phật như đèn sáng chỉ đường, khiến cho con luôn luôn đi trên con đường lớn bằng phẳng, xả lìa các cõi ác, thanh tịnh các đường lành, bậc vượt các thế gian, bảy con môn giải thoát. Đức Phật đều đã xả lìa các cõi ác hay thanh tịnh các đường lành và pháp lành. Đức Phật vượt qua được hết thảy tất cả chúng sinh thế gian. Xin Đức Phật hãy chỉ bày cho con pháp môn giải thoát. Thế gian chấp điên đảo, tưởng thường lạc ngã tịnh, mắt trí đều lìa được, chỉ con môn giải thoát. Hết thảy người thế gian đều có sự chấp trước điên đảo. Đức Phật có thường lạc ngã tịnh bốn đức và con mắt trí huệ để khỏi được thế giới tất cả điên đảo vọng tưởng, xin Phật hãy chỉ bày cho con pháp môn giải thoát. Khéo biết đạo chánh tà, tâm phân biệt không sợ, người quyết rõ tất cả, chỉ con đường Bồ Đề. Đức Phật khéo nhận thức phân biệt được đạo chánh tà, dùng con mắt trí huệ để phân biệt pháp đúng pháp sai, trong tâm cũng không khiếp sợ, tất cả đều nhận thức minh bạch hiểu rõ. Hiện tại xin Phật hãy chỉ cho con đường Bồ Đề. Trụ Phật địa chánh kiến, lớn cây Phật công đức, mưa hoa diệu pháp Phật, chỉ con đường Bồ Đề. Con nguyện trụ nơi quả địa Phật chánh trì chánh kiến, dưỡng lớn cây công đức của Phật hay mưa xuống hoa diệu pháp của Phật, xin Phật chỉ bày cho con đường Bồ Đề. Khứ lai hiện tại Phật, nơi nơi đều khắp cùng, như mặt trời mọc lên vì con nói đạo màu. Quá khứ vị là hiện tại hết thảy chư Phật, nơi nơi trốn trốn hết thảy tất cả mọi nơi đều khắp cùng đầy rẫy, giống như mặt trời mọc lên nơi thế gian, xin Phật hãy vì con nói con đường tu hành. Khéo biết tất cả nghiệp, thầm đạt hạnh các thừa, người trí huệ quyết định chỉ con pháp đại thừa. Đức Phật khéo biết tất cả nhân duyên quả báo nghiệp chướng, thông đạt thấu rõ thâm sâu tất cả các thừa pháp và tất cả pháp môn. Người đầy đủ trí huệ quyết định, xin hãy chỉ cho con pháp môn đại thừa. Bánh nguyện gọng đại bi, trục tín vành kiên nhẫn, công đức báo trang nghiêm, khiến con ngồi xe này. Lời nguyện phát ra giống như bánh xe, tầm đại bi giống như gọng xe, tầm tin như trục xe, tầm kiên nhẫn giống như vành bánh xe. Dùng công đức báo để trang nghiêm xe, xin Phật khiến cho con ngồi xe này để giáo hóa chúng sinh. Dương tổng chỉ rộng lớn, lọng tử mẫn trang nghiêm, linh biện tài vang tiếng, khiến con ngồi xe này. Tổng chỉ giống như chiếc dương rộng lớn,
Tầm tử mẫn như cái lọng trang nghiêm, biện tà như cái linh phát ra tiếng vang. Xin Phật khiến cho con ngồi xe này để giáo hóa chúng sinh. Phạm hạnh làm nệm êm, tam muội làm thể nữ, chống pháp vàng diệu âm. Xin cho con xe này. Phạm hạnh thành tịnh giống như cái nệm êm, tam muội định lực làm thể nữ, đánh chống pháp vàng già diệu âm. Xin Phật hãy cho con chiếc xe này. Bốn nhiếp tạng vô tận, công đức báu trang nghiêm, hổ thẹn làm yên cương. Xin cho con xe này. Bốn pháp nhiếp, bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự, là bảo tạng vô cùng tận, cũng là công đức báu trang nghiêm. Hổ thẹn làm yên cương xe, làm cho xe chẳng chạy đi bậy bạ. Xin Phật hãy ban cho con pháp môn này. Thường truyền pháp bố thí, luôn thòa hương tịnh giới, nhẫn nhục bền trang nghiêm, khiến con ngồi xe này. Chiếc xe này thường chuyển bánh xe pháp bố thí, luôn luôn dùng hương tịnh giới để thòa nó, dùng nhẫn nhục bền chắc để trang nghiêm nó. Xin Phật khiến con bảo hộ pháp môn này. Thùng thiền định tam muội, ách trí huệ phương tiện, điều phục chẳng thối chuyển, khiến con ngồi xe này. Thiền định tam muội giống như cái thùng xe, trí huệ phương tiện giống như cái ách xe. Hay điều phục chiếc xe này khiến cho nó vĩnh viễn chẳng thối chuyển. Xin Phật khiến cho con đắc được pháp môn đại thừa này. Bánh xe nguyện thanh tịnh, sức tổng trì kiên cố, trí huệ sở thành tựu, khiến con ngồi xe này. Đại nguyện thanh tịnh phát ra cũng giống như bánh xe, tổng trì tức là sức kiên cố của xe, có sức đại trí huệ để khiến cho thành tựu. Mong Đức Phật khiến con đắc được pháp môn đại thừa này. Hạnh phổ hiền nghiêm khắp, tầm bì thong thả đi, chỗ đến đều không sợ, khiến con ngồi xe này. Đại hạnh của phổ hiền là thể trang nghiêm xe khắp cùng, dùng tâm đại bi chuyển động đi từ từ, bất cứ xe đi đến đâu cũng đều không sợ, chẳng sợ chúng sinh khó điều phục khó giáo hóa, chẳng sợ vạn hạnh khó tu. Con xin nguyện Đức Phật khiến cho con tu pháp môn này. Kiên cố như kim cang, thiện xảo như huyễn hóa, tất cả không chướng ngại, khiến con ngồi xe này. Tâm bồ đề kiên cố như kim cang, phương tiện thiện xảo như huyễn hóa, tất cả đều không chướng ngại, cũng hy vọng Đức Phật khiến con đắc được thừa pháp này. Rộng lớn rất thanh tịnh, khắp ban chúng sinh vui, đồng hư không pháp giới khiến con ngồi xe này. Pháp thần của Phật rộng lớn, vô lượng vô biên là diệu pháp thần thanh tịnh, Đức Phật đại từ đại bi, khắp khiến cho chúng sinh hoan hỷ. Đức Phật lượng đồng hư không, tánh cao xa giới, bình đẳng với hư không pháp giới. Hiện tại con nguyện cầu Đức Phật cũng khiến cho con đắc được pháp môn này, diệu thừa này. Tịnh các nghiệp bánh hoặc dứt các lưu truyền khổ, phá ma và ngoại đạo, khiến con ngồi xe này. Phật pháp như bánh xe, hay thành tịnh ba nghiệp vô minh, thân miệng ý của tất cả chúng sinh, hay khiến cho chúng sinh chấm dứt sinh tử, đoạn trừ thống khổ lưu truyền trong sáu nẻo luân hồi. Lại hay điều phục thiên ma chế các ngoại đạo, cũng hy vọng Đức Phật khiến cho con đắc được diệu thừa này. Trí huệ đầy mười phương, trang nghiêm khắp pháp giới, khắp mãn chúng sinh nguyện, khiến con ngồi xe này. Trí huệ quang minh của Phật đầy khắp mười phương pháp giới, trang nghiêm pháp thân của Phật cũng đầy khắp pháp giới hư không giới, khắp viên mãn nguyện vọng của chúng sinh, hy vọng Đức Phật cũng khiến cho con đắc được diệu thừa này. Thanh tịnh như hư không, ái kiến đều trừ diệt, lợi ích tất cả chúng, khiến con ngồi xe này. Pháp thân thanh tịnh của Phật như hư không, chẳng có mọi sự chướng ngại nào. Chúng sinh vì có ái và kiến, cho nên không thể thành Phật. Vì có tham ái, có chấp trước kiến giải, nên tạo ra đủ thứ tội nghiệp, làm chướng ngại quang minh trí huệ. Đức Phật hay khiến cho ái kiến của chúng sinh đều trừ diệt dứt sạch. Phật hay lợi ích tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều khổ được vui, chấm dứt sinh tử, hy vọng Đức Phật cũng khiến cho đắc được sức lực này. Nguyện lực hành mau chóng, định tâm an ổn trụ, trở khắp các hàm thức, khiến con ngồi xe này. Nguyện lực của Phật và pháp môn tu hành đều rất mau chóng, không có chút lười biếng nào. Tầm tam muội thường an ổn ở trong định, Đức Phật hay trở khắp tất cả chúng sinh, từ bờ sinh tử bên này đạt đến bờ niết bàn bên kia. Xin Đức Phật khiến cho con thiện tài đồng tử cũng đắc được sức lực này, pháp môn này. Như đất chẳng lay động, như nước lợi ích khắp, trở chúng sinh như vậy, khiến con ngồi xe này. Lại vì như đất luôn luôn rất bình an chẳng lay động, rất ít khi bị động đất. Lại ví như nước lợi ích khắp tất cả chúng sinh,
nước lợi ích tất cả chúng sinh mà chẳng bao giờ kể công. Cho nên lão tử nói, nước hay làm việc thiện, nước lợi ích vạn vật mà không tranh, nên tức là đạo. Vì nước ở chỗ chúng, con người thì đều muốn đi lên cao, chỉ có nước muốn chảy xuống những nơi thấp, nó lợi ích chúng sinh mà chẳng kể công. Cho nên chúng ta người tu đạo đi đến các nơi phải chịu thiệt thòi, đừng có nghĩ muốn mình có lợi ích như thế nào. Đừng có ích kỷ, đừng có mong cầu, đừng có tham, phải luôn luôn hạnh phúc được tâm của mình lão lão thật thật. Đừng có học theo máy chụp hình, chỉ chụp hình người khác mà không thể nào chụp hình chính mình được. Bất cứ ai bạn muốn tu đạo thì phải khác với người thế tục. Người thế tục tham tiền tài, người xuất gia không tham tiền tài. Nếu chúng ta tham tiền tài thì xuất gia để làm gì? Bạn xuất gia lại tham tiền tài thì có khác gì người thế tục? Mọi người đều tham sắc, người tu đạo tuyệt đối không tham sắc, không thể thích ngắm nhìn những thứ đẹp. Bạn thích xem phim hoặc là thích nhìn những thứ đẹp thì đều gọi là tham sắc, đều phạm giới dâm. Cho nên chúng ta người tu đạo phải tồn rồi lại tồn cho đến không còn gì nữa, chính mình cũng không còn, pháp cũng không còn, gì cũng đều không. Bạn chấp trước vào danh thì bị danh làm hại, bạn chấp vào lợi thì bị lợi làm hại. Cho nên chúng ta xuất gia tu đạo, cá nhân mình tuyệt đối không tích lũy tài sản. Nếu có thì nên giao cho người khác quản lý thì được, riêng cá nhân mình dù một chút cũng không cần. Do đó có câu, đến chỗ vô cầu liền hết lo, không có mong cầu bất cứ thứ gì, tiền tài cũng chẳng cầu, sắc đẹp cũng chẳng cầu, danh cũng chẳng cầu, không cầu danh. Nếu mình kêu người khác khen ngợi mình tốt đẹp như thế nào, mình thông minh như thế nào, mình có trí huệ như thế nào, mình vĩ đại như thế nào, nói thẳng ra đó là phát cuồng. Bạn chân thật thì hà tất muốn người khác khen ngợi, bạn không có gì lầm lỗi thì hà tất muốn người khác khen ngợi, nói thẳng đó là điên đảo ngu si. Cho nên người tu đạo, người xuất gia, ai phỉ báng chúng ta càng phải nhẫn thọ. Đừng có khi có người nào đó khen tốt một câu thì chúng ta cứ ôm câu khen tốt đó như bay tới trời tứ thiên vương. Còn nếu có người nào đó nói một câu không tốt thì chúng ta cứ ôm câu không tốt đó như chạy xuống địa ngục. Thế nào gọi là bay lên cõi trời tứ thiên vương? Tức là họ khen một câu thì trong tâm mình hớn hở nói, úi chao ơi, họ nói tôi thật là tốt quá chừng. Vui mừng giống như được thành Phật ở cõi trời tứ thiên vương, giống như đến được thế giới cực lạc. Còn khi họ nói chúng ta không tốt thì buồn rầu thối ruột, thậm chí còn khổ sở hơn là ở địa ngục. Bạn xem như vậy thật là đáng thương. Người thật tu đạo khen chê đều không động tâm, họ nói tốt nói không tốt sao lại phải có việc đó quan trọng? Cho nên nước hay lợi ích tất cả chúng sinh, như Đức Phật hay chuyên trở chúng sinh, từ phàm phu đến Phật địa cũng nguyện xin Đức Phật khiến cho con thiện tài đồng tử cũng đắc được thừa pháp này. Bánh tứ nhiếp viên mãn, tổng trì quang thanh tịnh, mặt trời huệ như vậy, xin khiến con được thấy. Bốn pháp nhiếp tức là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, là chúng ta phải bố thí cho người khác, chứ chẳng phải chỉ muốn người khác bố thí cho mình. Bạn cứ muốn người khác bố thí cho bạn, đó là ích kỷ, lợi mình. Bạn phải bố thí cho người khác, phải giúp đỡ người khác. Ngoại trừ mình chẳng có khả năng, có khả năng thì phải trợ giúp người khác. Trợ giúp người khác là khiến cho họ phát tâm bồ đề, khiến cho chúng sinh phát tâm bồ đề, đó là chân chánh trợ giúp. Cho nên bất cứ vị nào hay khiến cho nhiều chúng sinh tin Phật thì đó là chân chánh trợ giúp, chân chánh làm cho Phật Pháp hưng thịnh. Cho nên có lần đến Mã Lai Hoàng Pháp, tôi biết có hơn 500 người phát tâm ăn chay. Có nhiều người nói với tôi, khi tôi đi rồi, họ muốn ăn chay trường hơn nữa, những người thọ giới cũng rất đông. Khiến cho chúng sinh tu trì Phật Pháp là một bộ phận của chúng ta giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh phát tâm đại bồ đề. Ái ngữ, đối với chúng sinh phải có tâm từ bi ái hộ, khiến cho tất cả chúng sinh đều lìa khổ được vui. Lợi hành tức là lợi ích người khác. Đồng sự là muốn giống như họ, cùng làm nghề nghiệp với họ, gần gũi họ, làm bạn với họ để từ từ giáo hóa họ. Tổng trì tiếng Phạn gọi là Đà La Ni, tức là tổng tất cả pháp trì vô lượng nghĩa, hải phóng quang minh thanh tịnh, mặt trời trí huệ như vậy, còn nguyện Đức Phật khiến cho con được thấy. Đã vào bậc Pháp Vương, đã đội mão Trí Vương, đã quấn luận diệu Pháp, xin thương chiếu cố con. Đức Phật đã nhập vào bậc Pháp Vương, đã đội mão Trí Vương, đã quấn lụa diệu pháp,
Con xin Đức Phật Từ Bi thương xót chiếu cố con thiện tài đồng tử. Bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nhìn vào chúa quay mình nhìn thiện tài đồng tử mà nói như vậy: lành thay thiện nam tử, con đã phát tâm an nậu đà la tam miệu tam bồ đề, lại muốn gần gũi các thiện tri thức để thư hỏi hạnh Bồ Tát tu đạo Bồ Tát. Thiện nam tử gần gũi cúng dường các thiện tri thức là nhân duyên đầu tiên đầy đủ nhất thiết trí, cho nên điều này đừng có sinh tâm nhằm mỏi. Lúc đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi như voi chúa quay mình nhìn thiện tài đồng tử mà nói như vậy: lành thay thiện nam tử, thuở xưa con đã phát tâm an nậu đà la tam miệu tam bồ đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác, còn lại muốn gần gũi các vị thiện tri thức để thứ hỏi hạnh của Bồ Tát tu tu hành đạo Bồ Tát tu, đây là sự việc rất tốt. Thiện nam tử gần gũi cúng dường tất cả các vị thiện tri thức là nhân duyên đầu tiên đầy đủ nhất thiết trí, cho nên về điều này đừng có sinh tâm nhằm mỏi. Trong bài kệ khen ngợi trên đỉnh Tu Di có nói: ví như báu trong tối, không đèn không thể thấy, Phật pháp không người nói, tuy huệ không hiểu được. Cho nên Đức Phật nói nhân duyên mà tất cả chúng sinh được an nậu đà la tam miệu tam bồ đề, trước hết là gần gũi bạn lành. Thiện tài bạch rằng: xin nguyện đại thánh hãy vì con mà rộng nói, Bồ Tát nên học hạnh Bồ Tát như thế nào, nên tu hành Bồ Tát hạnh như thế nào, nên hướng về Bồ Tát hạnh như thế nào, nên hành Bồ Tát hạnh như thế nào, nên tịnh Bồ Tát hạnh như thế nào, nên vào Bồ Tát hạnh như thế nào, nên thành tựu Bồ Tát hạnh như thế nào, nên tùy thuận Bồ Tát hạnh như thế nào, nên nghĩ nhớ Bồ Tát hạnh như thế nào, nên tăng trưởng Bồ Tát hạnh như thế nào, nên làm như thế nào khiến hạnh phổ hiền sớm được viên mãn. Thiện tài đồng tử nói: xin nguyện đại thánh hãy vì con mà rộng nói, Bồ Tát nên học hạnh Bồ Tát như thế nào, nên tu hành Bồ Tát hạnh như thế nào, nên hướng về Bồ Tát hạnh như thế nào, nên hành Bồ Tát hạnh như thế nào, nên tịnh Bồ Tát hạnh như thế nào, nên vào Bồ Tát hạnh như thế nào, nên thành tựu Bồ Tát hạnh như thế nào, nên tùy thuận Bồ Tát hạnh như thế nào, nên nghĩ nhớ Bồ Tát hạnh như thế nào mà niệm niệm không quên, nên tăng trưởng Bồ Tát hạnh như thế nào, nên làm như thế nào khiến hạnh phổ hiền mau chóng được viên mãn. Đây là những câu hỏi thiện tài đồng tử hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vì thiện tài đồng tử mà nói kệ rằng: lúc đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vì thiện tài đồng tử mà nói ra kệ dưới đây để giáo hóa: lành thay công đức tạng, hay đi đến chỗ ta phát khởi tâm đại bi, siêng cầu vô thượng giác. Thiện tài đồng tử rất là tốt, là công đức tạng, tích tụ công đức. Hiện tại con đã đến chỗ ta, con có thể cầu Bồ Tát đạo vô thượng, phát khởi tâm đại bi, cứu độ chúng sinh, xin cầu đạo vô thượng giác, chẳng có tơ hào giải đãi. Đã phát nguyện rộng lớn, trừ diệt khổ chúng sinh, khắp vì các thế gian, tu hành Bồ Tát hạnh. Con đã phát thệ nguyện rộng lớn, con muốn trừ diệt khổ của chúng sinh, khiến cho chúng sinh liệt khổ được vui, khắp vì tất cả thế gian, tu hành hạnh của Bồ Tát tu. Nếu có các Bồ Tát chẳng nhằm khổ sanh tử, đền đủ đạo phổ hiền, tất cả không thể hoại. Nếu có các Bồ Tát chẳng nhằm chán biển khổ sanh tử, thì Bồ Tát đó liền đủ đạo phổ hiền, tất cả không có gì có thể phá hoại nguyện lực của Bồ Tát được. Phước quang, phước oai lực, phước xứ, phước biển tịnh, con vì các chúng sinh nguyện tu hạnh phổ hiền. Phước đức quang minh, phước đức oai lực của Bồ Tát vì chỗ của Ngài ở cũng có phước đức hay sinh ra các phước, cho nên phước đức của Ngài thanh tịnh như biển cả, lìa chướng sâu rộng. Con hãy vì tất cả chúng sinh nguyện tu hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền tu. Con thấy không bờ mé, mười phương tất cả Phật, thầy đều lắng nghe pháp, thọ trì chẳng quên mất. Con đã thấy bờ mé vô lượng vô biên mười phương tất cả chư Phật. Con ở trong đạo tràng của hết thầy mười phương chư Phật, đều nghe được Phật pháp, thọ trì trong tâm mà chẳng quên mất. Còn trong mười phương cõi, thấy khắp vô lượng Phật, thành tựu các biển nguyện, đầy đủ hạnh Bồ Tát. Còn ở trong mười phương pháp giới, thấy khắp vô lượng vô số chư Phật. Hiện tại con đã thành tựu tất cả biển nguyện, đầy đủ hạnh của Bồ Tát tu hành. Nếu vào biển phương tiện, an trụ Phật Bồ Đề, hay theo đạo sư học, sẽ thành nhất thiết trí. Nếu con vào được biển phương tiện của Bồ Tát tu hành, thì sẽ an trụ Phật Bồ Đề, thường hay theo Phật học, thì tương lai nhất định sẽ thành nhất thiết trí. Con khắp tất cả cõi hạt bụi đồng các kiếp, tu hành hạnh phổ hiền, thành tựu đạo Bồ Đề.
còn đầy khắp tất cả cõi. Ở trong đại kiếp nhiều nhất số hạt bụi tu hành hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền tu mà thành tựu đạo Bồ Đề. Còn trong vô lượng cõi vô biên các biển kiếp tu hành hạnh Phổ Hiền thành mãn các đại nguyện. Còn ở trong vô lượng cõi Phật nhiều như biển vô biên đại kiếp tu hành hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền tu mà thành tựu viên mãn tất cả đại nguyện. Vô lượng chúng sinh này nghe con nguyện hoan hỷ đều phát tâm Bồ Đề nguyện học thừa Phổ Hiền. Thế thảy vô lượng chúng sinh thế gian này nghe con phát nguyện đều sinh tâm đại hoan hỷ, họ đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề vô thượng chánh đẳng chánh giác, họ cũng đều muốn học tập đại pháp của Bồ Tát Phổ Hiền tu hành. Bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói bài kệ này rồi bảo Thiện Tài đồng tử rằng: lành thay thiện nam tử, con đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề cầu Bồ Tát hạnh. Thiện nam tử, nếu có chúng sinh phát được tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đó là việc khó. Đã phát tâm rồi mà còn cầu Bồ Tát hạnh thì càng khó hơn gấp bội. Khi Bồ Tát Văn Thù nói bài kệ với Thiện Tài đồng tử xong rồi, thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại nói với Thiện Tài đồng tử rằng: này con Thiện Tài, rất tốt, tốt lắm. Con đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề vô thượng chánh đẳng chánh giác, con rất thành tâm thỉnh cầu hạnh của Bồ Tát tu hành. Thiện nam tử, nếu có chúng sinh phát được tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đó là việc rất khó. Đã phát tâm rồi mà còn cầu Bồ Tát hạnh thì càng khó hơn gấp bội. Thiện nam tử, nếu muốn thành tựu trí nhất thiết trí thì nên quyết định cầu chân thật thiện trí thức. Thiện nam tử, nếu muốn thành tựu trí nhất thiết trí thì nên quyết định cầu chân thật thiện trí thức. Thiện nam tử, cầu thiện trí thức chớ sanh lòng lười biếng giải đãi, thấy thiện trí thức chớ sanh lòng nhàm đủ. Đối với những lời dạy dỗ của thiện trí thức đều nên tùy thuận. Đối với phương tiện thiện xảo của thiện trí thức chớ thấy lỗi lầm. Thiện nam tử, còn phải biết cầu thiện trí thức chớ sanh lòng lười biếng giải đãi, phải thời thời khắc khắc đem tâm chân thành khẩn thiết ra gần gũi thiện tri thức, thấy thiện tri thức chớ sanh lòng nhàm đủ, phải chân tránh tìm đạo lý của thiện tri thức giáo hóa. Đối với những lời dạy dỗ của thiện tri thức nhất định phải sinh tâm tin thâm sâu, cũng nên tùy thuận lời dạy dỗ của thiện tri thức mà thực hành. Thiện tri thức có lúc dùng pháp môn phương tiện thiện xảo để giáo hóa chúng sinh, còn gần gũi thiện tri thức chớ có bới lông tìm vết nói thiện tri thức có lỗi lầm và có chuyện gì không đúng. Cho nên đây thật là rất khó khăn, gần gũi thiện tri thức có khi lâu dần thì cảm thấy cái này cũng không đúng, cái kia cũng không tốt. Nhưng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi khuyên nhủ Thiện Tài đồng tử đừng có tư tưởng như thế. Cho nên người học Phật Pháp nên nhớ đừng thấy lỗi của bốn chúng, phải có tâm khát ngưỡng cầu Pháp. Thiện nam tử, ở phương Nam này có một cõi nước tên là Thắng Lạc. Nước đó có núi tên là Diệu Phong, trong núi đó có một vị tỳ kheo tên là Đức Vân. Còn hãy đi đến đó thưa hỏi Bồ Tát học Bồ Tát hạnh như thế nào, Bồ Tát tu Bồ Tát hạnh như thế nào, cho đến Bồ Tát làm thế nào sớm được viên mãn hạnh Phổ Hiền, tỳ kheo Đức Vân sẽ vì con mà nói. Thiện nam tử, ở phương Nam này lại đi về hướng Nam, có một cõi nước tên là Thắng Lạc, trong nước đó có núi tên là Diệu Phong, trong núi đó có một vị tỳ kheo đang tu hành ở đó tên là Đức Vân, đức hạnh của vị đó như mây. Còn hãy đi đến đó thưa hỏi vị ấy rằng Bồ Tát học tập hạnh Bồ Tát như thế nào? Ngài biết vị ấy tuy là một vị tỳ kheo, nhưng bên ngoài hiện thân thanh văn, bên trong bí mật tu Bồ Tát hạnh. Ngài cũng là một vị Bồ Tát, cho nên Ngài biết làm thế nào tu Bồ Tát hạnh, biết rất rõ ràng. Cho đến Bồ Tát làm thế nào sớm được viên mãn hạnh Bồ Tát Phổ Hiền, tỳ kheo Đức Vân sẽ vì con nói kỹ càng. Bấy giờ Thiện Tài đồng tử nghe lời đó rồi hoan hỉ nhảy nhót vui mừng, cúi đầu đảnh lễ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, đi nhiễu vô số vòng ân cần chiêm ngưỡng, rơi lệ từ biệt đi về phương Nam. Lúc đó Thiện Tài đồng tử nghe lời đó xong hoan hỉ nhảy nhót vui mừng, sau đó cúi đầu đảnh lễ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, đi nhiễu vô số vòng ân cần chiêm ngưỡng. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mắt không tạm rời. Thiện Tài đồng tử vốn đã không còn tình cảm và tâm luyến ái, nhưng nhìn thấy tâm từ bi và đức tướng của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mà cảm động đến rơi lệ. Ngài hướng về Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi từ biệt đi về phương Nam, triều kiến vị thiện tri thức thứ nhất.